nhiều. Đây là huấn luyện viên Ahmed. Rõ ràng là tâm lý thoải mái chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trên gương mặt Pakistan ở giải đấu năm nay. Và nếu họ có thể là những không khí vô cùng sôi động tại nhà thi đấu Avid. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển phút điểm từ rất xa. Vẫn là cái cầu thủ áo trắng cơ hội. Và cơ hội phản công cho các cầu thủ Iran. Rất trống trải và tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Iran. Đó là sự nguy hiểm của đội bóng số 1 châu Á. Và người ghi bàn là đội trưởng Hassan Zadeh. Một pha phản công rất nhanh và một cú dứt điểm đầy lạnh lùng. Trong khi nếu xét theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA thì Uzbekistan chỉ là đại diện thứ đầu hay không. Cơ hội dành cho đội tuyển Uzbekistan có khoảng trống. Không được. Đó từ rất sớm. Số 11. Cơ hội. Rất đẹp mắt. Một pha biểu diễn của cầu thủ báo số 1. Mất bóng rồi. Phản công cho đội báo đỏ. Phía các cầu thủ Iran. Mỗi khi có cơ hội họ có những pha dứt điểm rất hay. Và bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Iran. 2-0. Những pha dứt điểm cho đội tuyển Uzbekistan. Vẫn còn. Đúng là như vậy rồi. Công nghệ VS sẽ xem lại. Đã xem rất kỹ tình huống vừa rồi. Và hãy chờ đợi quyết định của ông. Bóng đã chạm tay số 11. Phản công cho đội bóng áo trắng. Không. Cho đội tuyển Uzbekistan thi đấu hưng phấn. Nhưng đây là cơ hội. Không được. Bóng vẫn còn. Không được. Cơ hội. Khá nguy hiểm. Đã có dứt điểm. Cơ hội. Khoảng trống đã mở ra. Một tay. Rất đầy. Những nỗ lực của đội tuyển Uzbekistan đã được đền đáp. Chúng ta hãy cùng nhìn lại bàn gỡ 1-2 của các cầu thủ áo trắng. Các cầu thủ Iran sẽ cần phải thi đấu tập trung. Thêm một. Cơ hội. Khá nhiều các cầu thủ áo trắng. Của hiệp thi đấu đầu tiên. Dứt điểm. Không vào. Một lần nữa thì thủ thành Samimi lại. Những pha dứt điểm các cầu thủ áo trắng là rất mạnh cơ hội. Cú dứt điểm ngay. Đó là một pha bóng không thực sự. Rất hay. Cực nhanh cơ hội đã đến. Các cầu thủ áo trắng đã có quả trống. Bóng đã chạm sang ngang. Thưa quý vị, lại một lần nữa dâng cao và không ngoại trừ sẽ tung ra quả dứt điểm cho Uzbekistan, nhưng lần này họ phải đối mặt với một tình huống phản công và bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Iran. Rất chính xác, và một lần nữa lại là một tình huống phản công của đội bóng áo đỏ. Tôi đã nói nhiều đến việc các cầu thủ Iran phản công hay đến như thế nào. Và đó là một minh chứng rất rõ rệt. Nhưng vấn đề là cả 3 bàn thắng của đội tuyển Iran cần phải đối mặt với sức ép rất lớn tới từ các cầu thủ Uzbekistan. Đã có thể gì quá lớn cả. Thực hiện cú đá phạt này đây. Rakhmatov. Đó là một cú đá ngay. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Uzbekistan. Một lần nữa trong trận đấu này thì họ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn Uzbekistan. Cơ hội! Cơ hội! Và đều! Quá hấp dẫn! Thực sự là quá tuyệt vời! Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Hàng phòng ngự của đội tuyển Iran đã hoàn toàn bị đánh bại bởi bỗng nhiên lại hóa thành một đội bóng rất nhiều sơ hở, và đây là cơ hội. Ở đây kỹ thuật. Cơ hội vẫn còn. 4-3.
Đó mới thực sự là đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Á. Một pha xử lý không thể chê vào đâu được của... Không được. Gol! Có hai đấy rồi! Nhưng đây lại... Một hiệp đấu đầu tiên thật sự hấp dẫn với tỷ số liên tục tấn công của đội tuyển Uzbekistan đã khiến cho họ liên tốc độ rất nhanh ngay từ đầu hiệp 2. Đó. Tiếp tục là Madi. Với tổ đấu này không được. Bóng vẫn còn. Và như vậy là tỷ số là 5-3 cho đội tuyển Iran. Rất khó tin trong tình huống vừa rồi thì Hassan Zadeh vẫn có thể cứu được bóng. Và anh Dakistan vẫn đã thể hiện những nỗ lực của mình. Đội của mình. Đây là một tình huống như vậy. Rất kỹ thuật. Nữa. Hoặc chấm. Vẫn còn. Đấu thứ hai, đội tuyển Futsal Iran đang dốc toàn lực. Ở những tổ đấu khác thi đấu có phần mất tập trung. Rồi. Không được. Đó là Uzbekistan cần phải lấy lại tinh thần, hạn chế một mức độ hợp lý mà thôi. Rồi, và như vậy là bàn thắng thứ 6 đã đến với đội tuyển Iran. Mahdi Javid, pha lập công của cầu thủ mang áo số 14. Rất quyết liệt. Rồi, play được thể hiện hiệu quả như là cách của đội tuyển Việt Nam đã làm trước đội tuyển Nga. Thì đó sẽ là... Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Vẫn còn. Đồ chơi power play được các cầu thủ. Liệu có bàn thắng không? Đưa bóng đi trúng cột dọc. Rồi, không được. Và đi giờ thì đã có bàn thắng thứ 4 dành cho Uzbekistan. Bàn thắng còn gì để mất nữa. Thêm một lần nữa là một tình huống dứt điểm ngay. Và bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển Iran. Pha dâng cao vừa rồi là một tình huống thuộc về quyền kiểm soát các cầu thủ Uzbekistan. Tôi được ăn cả, còn ngã thì về không. Rồi, và bàn thắng thứ 8 rồi. Rất hay. Đội tuyển Iran khi mà họ đang hưng phấn thì bất cứ cú Iran đang gấp đôi đối thủ. Rồi. Tiếp tục là những cầu thủ áo trắng. Rồi, bàn thắng thứ 5 cho Uzbekistan. Rất tuyệt vời cho những nỗ lực của Uzbekistan. Những nỗ lực World Cup năm nay. Rồi, không vào. Lời tán dương thì ngày hôm nay tôi sẽ dành tặng cho các cầu thủ Uzbekistan. Nếu có một danh dành cho bóng chết là không nhiều. Đã có khoảng trống. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Uzbekistan. Iran cũng phải bất ngờ với những nỗ lực tuyệt vời của phản công cho các cầu thủ Uzbekistan. Có xuất hiện rồi không? Không vào. Rất kỹ thuật. Đã có khoảng trống. Rất hay. Cái suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 7 cho Uzbekistan. Rồi. Sự hưng phấn đến điểm. Không được. Nhưng bóng vẫn còn. Vẫn chưa thể dứt điểm. Và đây là phản công cho các cầu thủ Iran. Một bóng rất nguy hiểm. Cơ hội. Đã có bàn thắng thứ 9 cho đội tuyển Iran. Bản lĩnh vẫn lên tiếng. Và đó là lý do vì sao anh đã có một pha xử lý thủ thành bên phía đội tuyển Iran. Vẫn là Choriev. Có quả chạm 79. Những giây cuối cùng cho những nỗ lực cuối cùng. Bàn thắng thứ 8 cho Uzbekistan. Chuyện gì? Kỳ giá cái tarih này yaratıp koyduk kadırlıklar. Uzbekistan terma jamoasını